Ngày 1 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Hoàng Hữu Trường An, sinh năm 1996, ngụ tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ tháng 6 năm 2020, Hoàng Hữu Trường An đã vào các hội nhóm, kết bạn với nhiều người, sau đó tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của họ, rồi nhắn tin mượn tiền người thân, bạn bè của nạn nhân. Với chiêu thức này, An đã chiếm dụng tài khoản của anh Nguyễn Văn Hùng, quê tỉnh Quảng Bình, hiện đang lao động tại Đức. Sau khi có tài khoản, An đã mạo danh anh Hùng, nhiều lần nhắn tin nhờ chuyển tiền của một người bạn trên Facebook anh Hùng và chiếm đoạt của nạn nhân số tiền 72 triệu đồng. Hiện vụ việc đã được tiếp tục điều tra mở rộng.